Bip, 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 bip. Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đã đến với cả trận đấu của ngày hôm nay. Trên mình hiện nay thì đây là cặp là hai các game thủ đầu tiên là anh Classic, thành viên đến từ team SK Tcom T1. Classic và còn đối thủ của anh ấy thì là thành viên từ team Startail Line. Hiện nay Line đang làm lính đánh thuê cho team IM. Vâng, hiện nay chúng ta đã bắt đầu vào đến game đấu rồi. Chúng ta thấy rằng hiện nay thì chúng ta ở trên map King Seoyeol Station, một cái map với hai vị trí xuất phát. Và cái map này thì nó có rất nhiều những cái đặc điểm mà các game thủ của chúng ta cần phải hết sức cẩn thận khi mà thi đấu trên cái map này. Vâng, cái gì đây? Là anh tiếng Hàn. Lại tiếng Hàn, viết thì không biết là cái gì cả. Chúng ta có thể thấy rằng hiện nay thì mới là những cái thời điểm đầu game thôi thưa các bạn. Những cái thời điểm đầu game này thì nói chung là chúng ta chẳng có cái quái gì để mà nói cả. Trong PVG thì hầu như các game thủ Protoss rất là hiện nay là xu thế là lên Colo Hydra, à đâu nhầm Colo Stock Colo Blink để tập trung vào việc là sẽ đối chọi lại đạo quân Rot Hydra của Zerg. Hiện nay thì đây là một trong những cái xu thế mà các game thủ Zerg và Protoss rất hay chơi. Tại vì là nó cái tính hiệu quả của nó thưa các bạn. Tuy nhiên là cũng có một số trận mà các game thủ Zerg họ đảo tích nữa. Họ sẽ đảo tích sang Ucha, Zerg Linh bên Linh. Sẽ rất nguy hiểm cho Protoss nếu như không scar ra được cái đặc điểm này của cái thời điểm khi mà Zerg đảo tích như vậy. Chúng ta nhìn thấy rằng là hiện nay thì con Pop đã đặt xuống cho mình cái Nexus ở đây rồi. Như vậy Classic là ăn luôn gà luôn thưa bạn, ăn luôn nhà mỏ 2 luôn. Còn bây giờ thì lại như vậy, vâng, lại đưa con Rune ra ngoài đặt luôn cho mình mỏ luôn. Chúng ta thấy rằng hiện nay thì Classic thì chơi Nexus First Expand. Lại cũng vậy, lại chơi Hackery First. Sau khi họ đặt xong được cái Nexus thì bố tôn ta mới bắt đầu đặt xuống cho mình cái Gateway ở nhà. Còn Zerg thì đặt cho mình cái swimming pool cũng khá là sớm để có thể là có Zerg Linh phòng ngự nếu như mà đối phương có ý định là chơi forward expand thưa bạn. Bạn thấy hiện nay thì con Pop lên nơi đã nhìn thấy nhà swimming pool hoàn thành xong từ bao giờ rồi. Như vậy khi đồ Canon Rush sẽ không thể đạt thành công được. Bạn thấy hiện nay thì Classic đang ăn cho mình 2 ga ở đây. Vâng, đang bắt đầu ăn 2 ga rồi. Sau khi hoàn thành xong gate thì bắt đầu Protoss đặt xuống cho mình cái Cybernetic Core để có thể là hoàn thành được cái gọi tức là đặt xuống nền móng vững chắc cho việc tech unit thưa bạn. Như các bạn biết rằng thì Cybernetic Core nó được gọi là tech của tech, gọi là nhà tech của tất cả các loại nhà tech luôn. Tức là nếu như không có nhà này thì sẽ chẳng có bất kỳ một cái nhà tech nào cả. Tech building, nhà nâng cấp đấy ạ. Và Cybernetic Core là một nhà bắt buộc của Protoss. Kiểu gì cũng sẽ phải có. Nếu không có nhà Cybernetic Core các bạn sẽ không thể nào có Massive Core, không thể nào có Sentry, không thể nào có Stalker được. Chúng ta sẽ chỉ có mỗi Gateway để mà ra được Zealot là cùng thôi. Mà thấy hiện nay thì con Zerg Linh nó chạy loanh quanh ở đây rồi. Đảm bảo được rằng cái mỏ của mình không có bất kỳ một cái gì đó bất thường. Không có Pylon, không có Canon ở bên trong mỏ. Trận đấu này cả hai bên đều đang thi đấu có vẻ hơi bị giống nhau, không phải giống nhau mà tức là chơi rất là bình thản thôi các bạn. We'll have to wait and see exactly when he's going to get his guests. Maybe it'll be 5:30, maybe 6. 6 is kind of like the standard against the Forge Boss. Nhìn thấy rằng hiện nay thì Protoss ra đặt xuống cho mình cái nhà Stargate rồi, đặt ở ngay phía bên ngoài luôn. Vâng, Zerg Linh đã phát hiện ra được Stargate rồi. Có vẻ đây là một yo của Classic thì vậy. Anh ấy muốn mời đối phương, bảo là đây, anh nhìn đi. Đấy, rồi bây giờ thì là nhà gate ở đây. Protoss đang muốn win mỏ. Hôm nay thì Classic hoàn thành xong cho mình. Online đã hoàn thành xong cho mình cái Hatchery rồi. Giờ thì anh ấy chuẩn bị đưa drone ra để mà ăn mỏ thôi. Các bạn thấy hiện nay thì Line đang lên cho mình khoảng tầm 5 con drone. Mob ra tận 5 con drone. Ở đầu bên kia thì Protoss đã hoàn thành xong được cái Stargate và bây giờ đang là Phoenix. Vâng, đó là Phoenix thưa bạn. Nhân đây thì tôi xin nói về trận đấu hôm qua của MC và Tezoa. MC không biết là vì lý do gì nhưng MC chỉ chơi đúng một bài đối với cả Tezoa thôi. Bốn trận đánh một bài, đánh như một luôn.
toàn lên Oracle thưa bạn. Bình thường thì trong những cái trận PVG như này thì cái khả năng xảy ra Oracle nó cũng tương tự như đối với cả Terran thôi, mà có khi nó còn nhiều hơn cơ. Tuy nhiên rằng là như tôi đánh giá thì Phoenix hiện nay nó cơ động hơn so với cả Oracle rất là nhiều lần. Lên Oracle hầu như là chỉ các bạn chỉ có quyết tâm gọi là harass được màu đối phương thôi. Nếu như không harass được thì coi như con Oracle đấy là các bạn sẽ tự gọi là tự tốn tiền mua Oracle thôi. Phoenix thì nó lại khác hoàn toàn. Phoenix thì nó không có khả năng tấn công không đối đất, nhưng mà nó bù lại nó lại có khả năng bay rất là nhanh, harass rất là nhiệt tình. Bằng việc là nếu như khi mà Phoenix đã lên đến con số 4 chẳng hạn thì nó sẽ nhấc quân đội của đối phương lên trên không mà bắt đầu hành hạ. Hành tỏi đấy ạ. Đây các bạn thấy đấy, bắt đầu nhấc những con drone lên rồi. Hôm nay thì Zerg cũng đã có nhà Spore Caller để có thể phòng ngự ở vị trí các cái mỏ của mình. Tuy nhiên rằng như trận đấu ngày hôm qua thì MC hầu như là không lên bất kỳ một con Phoenix nào cả. Anh chỉ lên một Oracle thôi để làm mục tiêu cố gắng harass được mỏ của Terran càng nhiều thì càng tốt. Tuy nhiên là chỉ tiếc một điều rằng là Oracle nó quá dễ bị bắt bài. Thế bạn chỉ cần có khoảng tầm 5-6 con Marine thôi, đứng steam phát là còn một con Oracle bốc hơi ngay. Các bạn thấy hiện nay thì sau khi có Phoenix thì Lai đã đặt cho mình Spore Caller cũng như là đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chuẩn bị lên Hydra để có thể là counter lại được rồi. Counter lại đàn Phoenix rồi và vô tổ ta lại chủ động lên luôn cho mình Colo luôn với việc là xuống cho mình nhà Robotic bay thưa bạn. Vâng, đây chính là một trong những ý đồ kịch bản của các game thủ vô tốt mà muốn rớt chạy theo. Chuyên rớt hiện tại này còn đang là mải mê với việc là nâng cấp lên đời 2. Nâng cấp đề 2 xong thì mới bắt đầu là có thể đặt xuống cho mình nhà 2 Rolex đen được. Nhưng thấy rằng hiện nay thì một Colo đã bắt đầu được warp rồi. Không biết rằng thời điểm này nếu như mà live mà scout ra con Colo mà không biết có định lên 2 ran được không đây. Tôi nghĩ rằng thời điểm này khi mà Zerg đang ăn khoảng tầm 6 mỏ ga, 6 nhà ga như này thì khả năng là Zerg sẽ chuẩn bị lên luôn Orker luôn. Đâu rồi, lên luôn Cooper để counter lại Colo lại Colo luôn, hoặc là lên Muta thì cũng hiệu quả không kém thôi ạ. Chúng ta cùng chờ đợi xem sau khi mà rớt nâng cấp đời 2 lên xong thì anh ấy sẽ lên cái gì đây. Tôi nghĩ đang nghi ngờ đó chính là đặt xuống nhà Spy để có thể lên Muta hoặc là Cooper. Thời điểm này thì Zerg Link vẫn đang đi chạy loanh quanh map để bắt những con unit như kiểu Pop nó đặt pylon khắp nơi. Mình thấy hiện nay Classic nữa đã anh ấy đã có khoảng tầm 12 Worker Q rồi. 4 Queen ở cái vị trí mỏ thứ hai này có vẻ hơi bị nhiều. Phoenix hiện nay đang quay trở lại thêm một nữa. Zerg Link nó loanh quanh ở đây. Vầng bóng Phoenix đã được đưa đi để có thể scout rồi. Mình thấy hiện nay số lượng Colo đang có một con ở đây cho game thủ Classic của chúng ta. Vâng, Zerg Link lao phát là bị quét ngay. Thời điểm này thì bộ tốt của chúng ta vẫn chưa hoàn thành xong được cái nâng cấp mà tầm bắn xa nên Colo vẫn có một cái khoảng cách rất là ngắn thôi bạn. Và thấy hiện nay thì Phoenix đang lượn lờ đứng ở bên trong này, nhìn thấy một Marco Hack rồi. Tôi thấy rằng là hiện nay thì Zerg đã bắt đầu lên cho mình Swarm Hot thôi bạn và nâng cấp thêm cả thời gian tồn tại cho Locust nữa. Zerg thì đang nâng cấp gì kia, cái nhà gì nhỉ? Biết là nâng cấp Speed à? Hình như nâng cấp Speed cho Hydra. Hiện nay Poto của ta đang bắt đầu lên Varai rồi. Sau khi có số lượng Colo gọi là tầm, anh ấy bạn đang bắt đầu lên Varai cho mình. Chắc là anh ấy chuẩn bị đối đầu với cả còn Cooper đây. Bạn thấy hiện nay thì Poto đang bắt đầu nâng cấp Blink Stalker rồi, nâng cấp cộng 2, tấn công đã bắt đầu. Số lượng Phoenix bây giờ dừng lại ở con số 5, 2 Colo cùng với cả một Varai. Các bạn thấy quân đội của Poto bắt đầu di chuyển rồi, đang bắt đầu di chuyển ở vị trí mỏ thứ 4 của Zerg. Mỏ này tôi nghĩ chắc là cũng chưa thể bung nổi đâu, khi quân đội của Poto hiện nay cũng chưa quá dày đặc thưa các bạn. Thấy chỉ có mấy con Sentry với mấy hai con Colo này thôi. Varai bắt đầu ra nơi rồi nhưng mà vẫn chưa được đưa đi để có thể là tham gia vào trận chiến lớn. Poto đang warp cho mình 6 Stalker nhưng không biết là warp ở đâu. Vâng, lại còn đang bị kẹt mất 3 con ở vị trí phía bên trong bên bay. Có vẻ anh ấy chưa phát hiện ra được 3 con này rồi. Varai còn đang đứng đây nữa. Tôi nghĩ tốt nhất là nên đưa thẳng Varai đi thôi. Vâng, đây rồi, đã bắt đầu phát hiện ra rồi. 3 con Stalker bị kẹt lại. Giờ quân đội của Zerg hiện nay đã có Swarm Hot, đã có Rot, đã có Zerg Link rồi. Và bây giờ thì Zerg mới bắt đầu đặt chúng mình nhà Spy để lên unit counter lại được mấy con Colo chân dài rồi. Còn thấy Phoenix đang harass. Zerg đưa cho mình Rot vào phía bên trong main bay. Để có thể là bảo kê trước pha tấn công của Warpism có thể drop bất kỳ lúc nào đâu bạn. Anh ấy luôn luôn phải có sẵn Spy Caller cũng như là Rot ở bên trong nhà của mình để có thể phòng ngự. Thế hiện nay tôi nhìn thấy rằng con Colo thứ 3 đã bắt đầu rồi.
Sporkle are a great little defensive structure to have against something like this. And Life is really looking for like a way to run by and create some damage. He's gonna try. Ôi, xong thôi, xong thôi, xong thôi, xong thôi, xong thôi, xong rồi. Classic của chúng ta không mua in mỏi rồi. Anh ấy đã bị dơ linh run by rồi. Quả này là hơi bị mệt mỏi đấy, thưa các bạn. Này, Dược Linh đã chạy được vào phía bên trong mỏ thứ nhất rồi. Dược Linh đã bắt đầu truy đuổi mấy con Pop này. Vâng, Fox, úi rồi, Colo. Fox Fuel liên tục, chắc chắn Phố Tổng ta đã có một pha Recon lúc nào rồi. Recon về để xử lý được đàn Dược Linh này. Này thì chúng ta thấy rằng là Dược Linh đang cắn nhà, cắn Pylon. Cố gắng delay được cái quả nâng cấp chạc càng lâu càng tốt thưa bạn. Vâng, còn lại cắn sắp chết cả luôn cả Semanticore rồi kìa. À, kia là Thoa Castle. Một pha drop bắt đầu diễn ra rồi, Zilog được đưa thẳng vào phía bên trong main bay của Zerg. Zerg Linh lao ra những vẻ không ăn thua, đàn Zerg Linh này có vẻ hơi bị ít ạ. Zilog đang bắt đầu lùa Zerg Linh lại, hiện nay thì Voto bắt đầu ăn mỏ thứ tư của mình rồi. Mình thấy hiện nay thì Zerg đã có mỏ thứ năm rồi. Vâng, Zerg Linh đã bắt đầu lao nơi và đã surround rồi, vâng, surround được đàn Zilog rồi. Tổng tàu quát tiếp quân không? Không quát quân, vâng, đã cứu được hai chú Zilog rồi, nhưng tôi thấy hai con đấy nó cũng chấm hết cả máu rồi. Này, Voto đã có mỏ thứ tư ở góc bên này. Rốt đã có mặt ở đây, Rốt và Zerg Linh đã có mặt ở đây và sẵn sàng chuẩn bị counter bất kỳ lúc nào. Trong khi đó thì Zerg thì đã có 13 con Swarm Hot cũng như là 3 con Viper để có thể kéo được Colo cũng như là Varay rồi. Tôi thấy rằng hiện nay thì đàn Zerg Linh đang khoảng tầm 39 con vẫn chưa móc thêm bên Linh. Rốt đang có mặt ở vị trí phía này, vâng, Rốt đang bắt được Harap rồi. Ôi Zerg Linh, vâng, Zerg Linh định sợ. Ôi không được, nó lại đi qua được thêm một lần nữa. Ui giời ơi. Vâng, quả này anh Classic đánh có vẻ hơi lỗi thưa bạn. Quả này anh ý sẽ phải recon về không? Vâng, Fox Field được rồi, vâng, Fox Field là tạm được rồi. Một pha tấn công có thể nói là quá hiệu quả của anh Lai. Một pha lỗi rất là ngớ ngẩn thưa bạn, Classic win lỗi để cho đối phương đưa Zerg Linh vào được. Thế này thì cũng buồn cười nhờ. Bạn thấy hiện nay thì Colo đã có 3 con rồi, vâng, đang bắt đầu đẩy sang đây để có thể quét Locust rồi. Stalker đã có một Link. Photo sắp sửa hoàn thành thêm cho mình cái nâng cấp Storm cho 2 Templar nữa. Nâng cấp Chark cũng sắp sửa hoàn thành xong và thêm lúc đó thì nâng cấp cộng 2 tấn công đã hoàn thành khoảng tầm như kia đây cũng 2 hay cũng 3 nhỉ? Đây cũng 3 tấn công thưa bạn, 3 tấn công. Phụ Nick lượn lờ đây. Voi Ray này, rồi Colo này. Đang còn đến 4 con Voi Ray rồi. Ui giời, con Voi Ray vừa ra bị cúp tờ target luôn. Vâng, đã bị một con Viper nó kéo. Vâng, Koto đã Blink lên bắt được con Viper rồi. Giờ đến Zerg Linh ở vị trí phía sau này. Đã đập đá xong. Leo lên trên này thôi, xong rồi lại run by lên phát nữa rồi. Ôi giời ơi, trận này Classic đánh vớ vẩn quá. Vâng, Koto lại phải recon rồi. Một hành động phải nói là quá ngớ ngẩn của anh Koto thôi bạn. Lại Recon phát nữa để có thể là dọn dẹp đàn Zerg Linh run by thôi. Bây giờ thì Viper cùng với cả Cúp Tờ có mặt ở vị trí góc bên này. Lao mà kéo không? Kéo được cái gì không? Kéo không? Kéo không? Không kéo được cái gì cả thưa bạn. Vâng, tôi đã tưởng kéo được. Chắc là đang rình mà giờ xích co ra ấy. Này thì quân đội của Voto đã di chuyển ra vị trí mỏ thứ 3 rồi. Còn bây giờ một pha warp tiếp theo với khoảng tầm 4-5 con Zilot rồi. Được warp thẳng vào vị trí bên trong main bay của Zerg rồi. Zerg hiện nay còn đang ở vị trí giữa map cơ. Quân đội của Zerg đã đưa được một ít Zerg Linh về phòng ngự rồi. Và bây giờ tôi nhìn thấy thêm cả Cúp Tờ cũng đã về nơi nữa. Giờ thì warp dừng có là cấm cổ mà chạy thôi. Nếu không mình sẽ xác định ở cái mỏ này thôi. Vâng, bỏ mạng luôn ở cái mỏ này. Ôi không được rồi, nó đi đúng sai hướng rồi thưa bạn. Vâng. Nó đi đúng cái vị trí của Cúp Tờ, nó đang dàn quần đấy nữa. Quá linh tinh. Bạn thấy hiện nay thì vâng, bắt đầu Colo số lượng là mới chỉ có khoảng tầm 3 con thôi. Cho nên là quét nó cũng chưa thực sự là khỏe cho lắm. Tôi nghĩ chắc là sẽ cần phải tăng lên con số 5 đi thôi. 5 con Colo thì mới đủ được. 5 con Colo thì nó mới đủ lượng đam để quét được cái đàn Locust kia. Đấy, tôi vừa nói xong đã thấy có 5 con đấy đứng đây rồi. Anh này có vẻ nhanh nhờ. Hiện nay thì Photon đẩy số lượng Colo lên. Hiện nay đang đẩy thêm 2 con nữa, như vậy tổng cộng sẽ 7 con Colo. Tuy nhiên là 7 con này tôi đánh giá là hơi bị nhiều. Chúng ta hiện nay thì Photon cũng là đang bắt đầu đẩy quân ra vị trí tầm của đối phương. Ôi kìa, loại vào đến phát nữa kìa. Giời ơi, Zerg Linh đang ngồi cắn kìa. Cắn mở mỏ 2 kìa. Colo đây. Ôi thôi chết rồi, bị kéo mất một con rồi. Feedback rồi, vâng, feedback trúng Viper rồi. Một pha Storm nữa và đúng cúp tờ. Vâng, first Storm tiếp theo. Bây giờ thì bắt đầu là Vorai lao lên. Đốt áo vải Queen đã độn thổ xuống dưới để mà tránh lượng đam của Varay rồi. Bạn thấy Protoss của ta warp Zilog ra ở vị trí phía sau này để mà phòng ngự.
Tôi bắt đầu đi kéo quân của mình trở về rồi. Cúp tợ này tôi thấy là cũng khá đông. Hiện nay Poto đã hoàn thành xong nâng cấp cộng 3 tấn công. Rớt hoàn thành xong được nâng cấp cộng 2 giáp và cộng 1 tấn công rồi. Thêm vào cộng 1 tấn công cho không quân nữa. Giờ thì chúng ta nhìn thấy rằng số lượng Varai tiếp tục được tăng lên. Hai con Colo đã lên nơi rồi. Có thể nói là đã bù lại được số lượng Colo bị mất trong pha combat vừa rồi. Chắc là Poto cứ phải chăm chỉ cứ ra lên hai Colo một lúc thôi. Còn bát là coi như xác định là sẽ phải bù lại hai con vào đây và cái con số 5 này. Cái tốt này đã bắt đầu là gần max supply rồi. Giờ thì đã max từ bao giờ rồi, thưa các bạn. Số lượng Cooper bây giờ đang là khoảng tầm 36 con. Anh ấy đang vòng qua vị trí góc bên này để chuẩn bị. Ô kìa. Chơi vào đây đi. Một pha blink lane của Stalker. Vâng, nhiều Stalker này có vẻ hơi bị vất vả. Viper lại bị target phát nữa rồi. Quả này có vẻ hơi bị khó khăn cho line. Khi mà mất Viper thì sẽ mất cái unit có khả năng kéo. Vâng, cần phải kéo những con Colo, kéo những con Varai về. Và tới hiện nay thì hầu như Poto chúng ta có những pha tấn công rất là hiệu quả. Vâng, lại mất một con Colo rồi. Buồn cười nhỉ. Stalker, vâng, một pha Storm. Colo vòng xuống phía dưới. À, Locutor vòng xuống phía dưới. Hiện nay thì Poto chúng ta đã dọn dẹp ở cái vị trí phía sau này. Tôi nhìn thấy rằng cả ngay cả Locut cũng đã lên đến nơi rồi. Tôi cũng chẳng chuẩn bị phải đặt thêm pylon để có thể là hóa quân thôi. Ô, một pha run by tiếp theo của Dương Linh ạ. Xong rồi, nó lại vào đến bên trong và nó chuẩn bị cắn tiếp pylon này. Giờ thì Poto ta đang cố gắng phá cái mỏ bên này, nhưng có khi không đây khi mà Locut đang có mặt ở góc bên này rồi. Cần phải một pha blink đi. Vâng, một pha blink về. Vâng, đáng lẽ vừa blink lên mà thí luôn bao con đấy đi để mà xử lý xong cái hack có phải hay hơn không? Hay hơn rất nhiều so với cả cái việc blink về thưa bạn. Giờ thì quân đội của Poto đang đưa vâng hai con soccer, ba con soccer lúc nãy luôn đi vòng xuống vị trí phía dưới. Chuẩn bị là một pha blink vào để mà kết thúc được cái mỏ, sau đó bắt đầu là lại đi bộ ra ngoài, một pha blink vào rồi. Pha blink tiếp theo, vâng xong rồi. Xử lý xong mỏ rồi, bây giờ đi ra ngoài thôi. Còn hiện nay Poto chúng ta lại bắt đầu đẩy quân ra vị trí góc phía bên này nữa rồi. Góc hướng mỏ ở giữa này của Zerg. Zerg hiện nay đặt khá nhiều spy và spot color ở đây cố gắng việc phòng ngự. Colo này đang quét và quét thẳng vào vị trí kia, một pha xong thẳng vào đầu Cooper luôn. Tôi thấy cả Swamp Hawk đứng ở vị trí đấy cũng ăn đòn rồi. Viper lao lên, vâng, Fungal rồi, Infector Fungal chính xác rồi. Quả này xong rồi, khả năng rất khó cho Poto chúng ta để mà cứu được cái bấy con Colo này. Các bạn thấy đấy, Fungal đứng im luôn. Giờ thì Cooper chỉ việc lao lên để kết thúc những cái con Colo đó mà thôi. Vẫn còn hai con Colo ở phía sau kìa. Soccer có thể là vâng, Berlin về rồi. Cần bây giờ phải kéo hết quân mình về rồi, không thì sẽ chết mất. Họ thấy hiện nay vòng này còn đang được đưa đi lỗi này, đưa đi thẳng sang mỏ cuối phương luôn. Một pha counter attack với Zlot được đưa vào thẳng bên trong main bay của Zerg thưa các bạn. Đang bắt đầu chém spy counter, tôi nghĩ rằng là tốt nhất là nên chia Zlot ra làm hai. Một đạo chém ở mỏ này và một đạo đi chuyển thẳng vào bên trong chém hack carry của đối phương. Họ thấy hiện nay Zerg Linh đối đầu trực tiếp với cả Zlot rồi, vâng, Zlot đã surround lại chém coi như là đúng như chém chuối luôn. Nhưng đấy là số lượng gì đó đang khoảng tầm 28 con rồi. Colo giảm xuống chỉ còn có 2 con và còn lại là 13 con Stalker, 12 con Stalker. Varai đang có khoảng tầm 3 con gì đấy nhưng tôi thấy cũng không thực sự hiệu quả cho lắm. Có những kiểu có cho vui thôi, chả đi làm gì cả. Và thấy này gì đó lại trả khoảng thêm phát nữa rồi. Đang bắt đầu ngồi chém Spy Caller ở đây. Spy Caller ở đây thì cũng rất là cứng và đặc biệt là nó lại còn có khả năng chọc từ rất là xa nữa thưa các bạn. Đêm qua tôi thấy to lắm. Cái Spy Caller nó chọc xa lắm. Xa hơn cả con đông rồi mà. Và bạn thấy Locut vẫn tiếp tục đẩy lên đây. Mỏ này đã là mỏ thứ sẽ là mỏ 5 cho Poto của chúng ta. Hiện nay thì đây là mỏ ở góc bên này, mỏ thứ tư được bắt đầu được đặt lại cho Zerg rồi. Nó cũng lại được đẩy sang mỏ này thêm một lần nữa nhưng mà có vẻ cũng hơi khó khi mà Colo đã bắt đầu được reinforce lại rồi. Số lượng Colo bây giờ đang là khoảng tầm 4 con cho Classic. Anh ấy định push tiếp chăng? Hiện nay thì hai Templar đang đứng chờ ở vị trí phía sau. Chờ xem đối phương mà đưa Cooper ra là sẽ feedback với cả Storm luôn. Đấy, các bạn thấy đấy, ui giời. Đây thì còn cũng khoảng thì còn có 9 con Cooper mà thôi. À, 9 con Storm Hot mà thôi. Bạn thấy này, ba Colo này, Void Ray lao lên, A Trông lao lên này. Đây cũng quân đội của Zerg đang tập trung ở cái vị trí mỏ chính của mình. Anh ấy đang bắt đầu móp ra cho mình những con Bootlord. Và tại sao lại là lên Bootlord thời điểm này nhỉ? Bạn thấy hiện nay Bootlord đang sắp sửa ra nơi rồi. Sắp sửa có chỗ đứng rồi.
Good loss. Ui giờ feedback. Vâng, Viper. À đâu còn Infector lao lên bị fake luôn. Đây rồi, đây rồi. Bull lot ra rồi. Bắt đầu thả thôi, bắt đầu thả Phoenix thôi. Storm đâu, Storm đâu, không có Storm ạ. Colo bắt đầu quét. Rồi trông chờ nhiều hơn vào Colo rồi. Nay Cooper và Van đang lao lên ở vị trí góc phía trên này, bắt đầu lao lên rồi. Colo và Van quay trở lại thêm một lần nữa thưa bạn. Hiện nay bắt đầu sắp sửa gần cái vị trí mà Stalker có thể warp ra được rồi. Có tốt warp cho mình đến hàng đàn di lọt ở vị trí mỏ kia. Sao thế nhỉ? Anh nghĩ định đưa sang counter attack trực tiếp chăng? Bạn thấy này gì đó chạc vào luôn, còn xử lý luôn cái Cryptumo. Hiện nay tôi thấy rằng là Koto bắt đầu lên cho mình Tempest rồi. Tuy nhiên với cái việc chỉ có một cái Stargate như vậy, không biết đến bao giờ thì mới có thể có số lượng Tempest bù lại được. Đủ đến đầu về đối phương thì cũng đã rất là rách việc rồi. Bạn thấy hiện nay thì gì lọt lại đưa vào vị trí mỏ thứ 5 của rớt rồi. Mỏ 4, đây là mỏ 4. Mỏ này vâng cũng chả có gì phòng ngự mấy. Mấy cái spy ghẻ này Giọt phải chém một lúc là hack. Mất hack luôn. Đấy, vâng mặc kệ Giọt, mặc kệ luôn. Giọt mặc kệ luôn, spy luôn. Vâng đã xong rồi, chém mất hack rồi. Giờ thì Cooper với cả Bray, à với cả Cooper với cả Bullot nó mới về nơi. Cũng đã quá muộn rồi. Thời điểm này bố tốt cũng đã ăn được xong mỏ thứ 4 cho mình. Thế là mỏ thứ 4 này, mỏ thứ 5 cho mình. Tempest bây giờ đang có khoảng tầm 3 con. Tuy nhiên là với 3 con thì vẫn là quá ít thưa bạn. Anh ấy đã đặt cho mình lại ba thêm 2 cái Stargate nữa rồi. Bây tổng cộng đang là khoảng tầm 3 Stargate cùng lúc. Và đang có thể là warp ra 3 con Tempest. Các những cái trận PVZ như này, nói chung khi mà có Swarm Hot thì nó thật là các vất vả lắm thưa bạn. Hiện nay thì ba con Tempest đang đứng ở phía sau bắn lên. Mục tiêu của nó sẽ là những cái con Cooper. Ô kìa, một con Viper đã kéo được một con Vray rồi. Phát tiếp theo không? Đã mất, úi dồi Vray chết liên tục thưa bạn. Và bây giờ thì Colo đang rút trở về vị trí sau. Một phát đàn Stalker bắt đầu blink lên để xử lý được những con Cooper rồi. Và thấy hiện nay thì một Tempest đã bỏ mạng rồi. Tempest thứ hai chuẩn bị bỏ mạng tiếp rồi. Mà bây giờ vấn đề là tôi nhớ nhầm lúc này con 3 Tempest không biết giờ nó đang ở đâu nữa. Giờ mới chết mất 2 con. Số lượng Tempest này đang là đúng là 3 con, đúng 3 con, tức là 3 con vừa mới ra luôn. Như vậy là chắc là có một con bị chết lúc nào chúng ta chưa biết được. Vâng, bây giờ mục tiêu sẽ là mấy con Locust kia. Úi giời, vâng, các bạn thấy đấy ạ, skin cat rất xa. Giờ đã bắt, úi giời, một pha kéo của con Tempest. Tempest chưa chết, ồ vâng, bây giờ chết rồi. Thế này số lượng Colo đã vẫn đang duy trì được là 5 con. Tôi thấy rằng con số 5 Colo là một con số khá an toàn mà các game thủ của Hàn Quốc hiện nay đang rất là ưa chuộng. Giờ thì sao đây, một pha counter attack tiếp được mở ra ở vị trí góc bên này. Vâng, đưa thẳng vào đây luôn. Zealot đã trạc thẳng vào để chém Spy Counter rồi. Giờ thì Protoss sắp sửa quả này xong được nâng cấp cộng 2 tấn công cho không quân của mình rồi. Tôi thấy rằng rớt hiện nay thì như vừa móp ra xong thêm Cooper, thêm một cái gì đó nữa. Nhưng rớt đang có tầm 24 con rớt linh mà không biết là đang để rớt linh đâu nhỉ. Protoss đã phá xong được cái mỏ góc bên này rồi. Giờ thì lại là vấn đề của Locust đã lên nơi. Vâng, Vray cũng... đây là con Cooper cũng được đẩy lên. Vray hiện nay chỉ còn mấy con ở phía sau. Sư xịt có vẻ không ăn thua rồi. Bây giờ sao đây? Bây giờ Stalker. Vâng, Stalker đang bắt đầu lua lao lên để xử lý được mấy con Moodling. Mục tiêu của Poto bây giờ đó là quét đàn Moodling với cả Locust thôi. Tuy nhiên con Locust thì nó rất là khỏe đấy các bạn. Đạm to nữa. Con này nó đánh thì rất là xuất sắc việc. Bạn thấy hiện nay thì... Vâng, đây là... Úi giời kìa. Thì nó đã bốc hơi rồi. Hiện nay thì bắt đầu nhắc lên trên mấy bác chuẩn bị đi để drop rồi. Bắt đầu la rồi, hai bên bắt đầu la ra chiến nhau rồi. Vâng, chiến thắng trước đàn Locust. Khá đơn giản, bây giờ Cooper lao lên. Một pha kéo của Viper xong rồi. Một, hai pha Storm luôn. Nhưng có vẻ cũng không được chính xác cho lắm. Vray đang bắt đầu ở phía sau. Vâng, Vray vẫn luôn luôn ở phía sau thôi. Vray bây giờ chỉ chờ thời điểm để mà lao lên thôi. Và drop lại diễn ra ở vị trí mỏ thứ 5 này. Ok, rớt. Một pha Storm thẳng vào đầu của Cooper luôn. Giờ vẫn còn Bullot ở vị trí phía sau. Vâng, Bullot ăn trọn pha Storm luôn thưa bạn. Bullot di chuyển chậm mà nên là bị ca coi như là chỉ có đứng im mà chờ chết thôi. Bạn thấy hiện nay, úi dưa kia, lên hơi cao.
Cooper đang lao lên để bắt Colo. Mất một Colo rồi, giờ thì vẫn còn đang còn hai con đây. Nghĩ rằng số lượng Colo, úi giời, vâng, hết mất hai con đây rồi, bây giờ vẫn còn một con ở vị trí phía trên này. Colo chết rất nhanh như bạn khi mà không có đàn đạo quân hỗ trợ như kiểu hai Templa với cả Soccer thì coi như bất lực rồi. Và các bạn thấy hiện nay thì Classic đã mất cái mỏ thứ 5. Anh ấy đã rút tất cả quân đội của mình trở về nhà để tiến hành khai thác. Trận này thì nói chung là các game thủ của chúng ta cũng đều đánh giá là Classic dễ thua quá rồi. Con anh chồng rồi nó bị đi chậm à? Suy chết à? Hiện nay thì Classic rút tất cả đồn pop của mình ra ngoài để ăn mỏ ở phía ngoài. Chắc là sắp sửa đặt mỏ thứ 5 rồi. Vâng, đặt mỏ thứ 5 rồi. Nero đang chuẩn bị một pha counter attack vào vị trí mỏ của Protoss ở đây. Vâng, bắt đầu đứng ở phía trên nhà xuống rồi. Cứ đứng đấy mà nhà thôi. Protoss sẽ phải warp Soccer ra để mà đối đầu. Vâng, hiện nay thì một con DT được đưa ra đây rồi. Zilot đã có mặt ở đây. Cảm thấy hiện nay Rod lao xuống, vâng, nhưng mà gặp sự chống trả của đến tận 6 cái canon liền. Rút trở về ngay. Rod thì đã ít mà lại nhiều canon thế thì đúng là Rod chỉ có đi về thôi. Hiện nay thì Protoss đang gặp sự chống trả ở vị trí mỏ thứ 4 này. Mỏ này đang có Locust ở đây. Thế nên là Protoss đang hiện nay có vẻ hết mất Colo rồi các bạn. Giờ không có Colo nữa. Trên có vẻ hơi nhiều đạo quân chính của mình. Cảm thấy này còn... So I mean he's just constantly sending these free units across. If he kills this Nexus, he's got this Nexus. Yeah. Đây này Locust đang vòng quanh cái mỏ luôn. Vâng, cancel luôn mỏ rồi. Vậy là Protoss của chúng ta đã mất mỏ ở góc đấy. Giờ sẽ là vấn đề gì đây? Vâng, Fungur. Stalker 2 tem la rút đi về thôi. Classic needs gas and he needs it badly. Cốc thì đã vẫn đang khai thác. Úi giời. Vâng, rất tự tin thưa bạn, rất đặt luôn cho mình cả mỏ Hatchery ở đây luôn ạ. Đang đưa Roll lao lên để đặt. Rất vẫn còn đến hai mỏ khác mà tiến hành không tiến hành ăn mà lại ăn, phải bắt buộc phải ăn mỏ của Protoss. Vẻ lai quá tự tin khi đối đầu với cả đối phương rồi. Đúng rồi, chính xác là mấy con free unit đấy thì mình không điều khiển được. À đâu, mình vẫn điều khiển được ấy, quên mất. Vẫn điều khiển được nó đi hướng nào làm gì đấy. This is a really nice run by with that those zealots over there, but still Classic is trying to make it work with what he has. Thấy hiện nay vâng, mỏ bên này Protoss của quần tạ xịt xong được Hatchery rồi. Giờ Locust đang bắt đầu được đẩy lên ở kia. Ok, Zealot lại đứng kia. Stalker đang đi đâu đây? Stalker đi thẳng thì vâng, đi bộ thẳng vào phía bên trong bên bay cuối phương ạ. Bắt đầu blink ra ngoài. Có vẻ là anh ấy đang rảnh rỗi xin nông nổi. Không có việc gì làm cả nên anh ấy đi bộ vào phía bên trong. Rồi Soccer đang bắt đầu ngồi phá cái Swarming Pool rồi. Và thấy hiện nay thì Zergling đang ngồi cắn mấy con Poop này. Tôi nghĩ rằng mấy con Poop này mà chạy loanh quanh này chuẩn bị mất. Chết là phải sao nữa. Đang di chuyển ra ngoài, không có gì hỗ trợ cả. Điều này thì một pha cậu tất tách ở vị trí mỏ thứ 3. Ở trong mỏ thứ bên bay thì vẫn còn, vâng. Hiện nay Zergling, à đâu. Zergling đã không thể là tiếp tục mob ra tiếp nữa. Tại vì là Soccer nó đã phá xong được cái Swarming Pool rồi. Bên ngoài này thì Zealot vẫn đang hoành hành. Các bạn thấy là Zealot có mặt ở cả vị trí mỏ bên này và ở vị trí mỏ hướng 6 giờ nữa. Hiện nay thì chính rớt của chúng ta lại đang lâm vào tình thế nguy hiểm. Khi mà hiện nay rớt chỉ còn khoảng tầm 20 army supply. À 20 worker supply. Army supply cũng tụt xuống rất thấp khi mà anh ấy chỉ còn đúng 11 con lava mà thôi. Không biết là với 11 con lava thì anh ấy sẽ lên những con unit gì. Hiện nay rớt linh nó có khoảng tầm 24 con. Rốt đang có khoảng tầm 15 con. Thêm bằng cúp tờ kia nữa. Một pha giao tranh giữa Rốt với cả Zealot. Và Zealot đã xử xong được mấy chú giấc linh trước đã. Sau đó bây bắt đầu đến Rốt. Zealot gặp Rốt thì nói chung là mệt rồi. Giáp Rốt rất dày thưa bạn. Vâng, bây giờ chúng ta thấy Fungur DT luôn. Giờ thì mỏ bên này đang bị tấn công không? Tấn công không. Vâng, chưa, vẫn đang bị tấn công nhưng mà có vẻ tốt. Vâng, GG rồi. Protoss của ông ta hết cách đối với rớt rồi. Và như vậy là xin chúc mừng anh Lai của ông ta. Như vậy Lai đã mang về một điểm cho team của mình rồi. Xin chúc mừng anh Lai. Xem bị giật á. Thế à? Xem bị giật thì hơi buồn nhỉ. Mình thì không bị giật.
mình stream không bị drop.